Kênh của Boykin TV các bạn. Thì hôm nay tiếp tục video là chia sẻ cho các bạn về cửa phun thứ tư trên ớt giai đoạn 18 ngày tuổi, để cho các bạn cùng tham khảo cái cửa phun lần thứ tư trên ớt 18 ngày tuổi của ớt tư mình các bạn. Ớt tư mình dưới đuôi mà có cái cầu qua mình quay cái đợt trước mà trồng rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ quay tiếp tục cái cửa phun thứ tư thì cho các bạn cùng tham khảo. Đây là cái lần phun thứ tư các bạn. Chiều này hơi gió. Đó, cho cả nhà cùng tham khảo cái đoạn phun này. Thì nói chung ớt được 18 ngày các bạn, vì mình phun được 4 lần và bóp gốc được 3 lần, giải phân được 2 lần. Đó, hồi sáng mình có quay cái cử tống các bạn, đây nè, phân tống nè. Hồi sáng mình có quay cái cử tống rồi. Bây giờ chiều nay mình quay cái phun cho các bạn xem. Thì các bạn tham khảo cái cử phun thứ tư trên ớt giai đoạn 18 ngày tuổi nha các bạn. Thì ớt 18 ngày tuổi của mình đây. Thì đó. Tượng ớt cũng bắt đầu bung xòe nữa các bạn. Để cả nhà tham khảo. Ớt bắt đầu tẻ đọt và đánh nhánh nha. Đó thì các bạn theo chân mình để tham khảo một số loại thuốc mà cũng như là một số loại thuốc phun trên ớt giai đoạn 18 ngày tuổi, để cả nhà cùng tham khảo. Và mình chỉ quay mình chia sẻ những loại thuốc mà mình phun ở cử ớt, mình chia sẻ những loại thuốc này để các bạn tham khảo thôi. Thì nói chung thì tùy cũng như tùy vùng đất, tùy nơi trồng, địa phương, thời tiết và cũng nói chung là tùy nơi khác nhau. Thì mình chỉ quay và chia sẻ ở cái gì mình biết ở khu vực, nói chung là những thuốc mình xài và mình đang sử dụng trên ớt của mình. Mình muốn làm cái video mình chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo, để mọi người cùng nhau tham khảo và tham khảo kinh nghiệm để mình săn sóc và trồng ớt để có thể đạt được năng suất cao. Thì đây là cái lần phun thứ tư giai đoạn ớt 18 ngày. Thì các bạn theo chân mình để xem những loại thuốc và cũng như là cách pha thuốc phun trên ớt này các bạn. Thì chúng ta cùng bắt đầu đi xem các bạn. Đây. Thì cái cửa phun này là cái phun thứ mấy? Thứ tư nha các bạn. Thì cái phun này mình chia sẻ với các bạn một số loại thuốc sâu và cũng như là thuốc diệt khuẩn, xanh cây cứng lá. Đây là một số loại thuốc này các bạn. Đó. Đây là hai thẻ. Ba chai nha các bạn. Một thẻ này hai bình. Đây là Macuzet nha các bạn. Macuzet nè. Đó. Cái thẻ này chia làm hai các bạn. Là một bình cái gì? Một thẻ hai bình. Cái này là một bình thẻ hai. Thẻ một bình nè các bạn. Này là cái này là vàng lá nè các bạn. Cái này hoạt chất các chị và bạc lá nè, đem nếp phạt nè. Đốm lá nè trên xoài nè các bạn, nó trên lúa rồi đó. Đây là vàng lá đốm lá các bạn. Còn này là thuốc sâu, bê siêu. Còn này là bộ chỉ các bạn, thì các bạn chia sẻ những clip trước các bạn cũng biết cái chai này nè, Bio Asadi 0.3 SL nè. Này là bê siêu 500cc. Này 50 hả? 50. Bê siêu 50 các bạn. Còn này 40cc nè. Bio thuốc bỏ chỉ nữa các bạn. Còn cái này là cái gì đây? Xanh lè, xanh lét nè. Maravit hả? Maravit thuốc trừ bệnh các bạn. Trừ bệnh phấn trắng hại ớt, phấn trắng hả? Thì là chiên ớt nè các bạn. Cái này của chiên ớt, chiên ớt luôn nè các bạn. Sienta nha, hãng Sienta nha các bạn. Chai này mình xài 25cc các bạn. Đó có ghi luôn nè. Đó thì các bạn nên tham khảo loại thuốc này các bạn, phấn trắng trên ớt. Maravit 200SC. Đó. Thì cử phun này thì mình gồm có 5 loại thuốc các bạn. Đó, 2 gói và 3 dạng nước. Đó, thì giờ mình sẽ pha vào cho các bạn xem các bạn. Giờ sẽ pha, mình pha trong cái thùng trắng này nè các bạn. Pha rồi. Mình quậy cho đều rồi mình mới đổ vô bình các bạn. Đó, thì pha rồi em đổ bình nè. Đây giờ giai đoạn này là giai đoạn ớt 18 ngày các bạn. 18 ngày tuổi cho các bạn tham khảo. Cái cửa phun thứ mấy quên rồi, thứ tư các bạn, là phun được 4 lần rồi. Thì những lần trước thì mình cũng có chia sẻ mà có chia sẻ 1-2-3 lần phun mà. Lần trước phun sinh quen lần đúng không? Cái bóp gốc quay được lần. Nhưng mà bóp 3 lần. Bóp tới 3 lần nữa mà quay được con lần các bạn. Giờ mình đi vô phun các bạn, phun cái bình ở trong trước. Đó. Là dạng ớt 20 gì lộn 18 ngày. Hồi sáng có tống phân rồi nha cả nhà.
Đó, đây là ba cái clip mà mình xài vô dền, mình chuẩn bị mình cấy cái bệ ở trong các bạn. Đó, đây là con dền đỏ nha các bạn, nó lá phè phè không nghe nè. Bây giờ sẵn sàng mình phun nữa các bạn. Mình đang phun cho dây đoạn ớt 18 ngày. Để cho cả nhà tham khảo nha. Thì đây là những cái clip mà câu dền mình xạ, mình chuẩn bị cấy cho cái bệ các bạn, câu dền đỏ đó. Thì chắc hết xong ớt này chắc mình ra video clip chia sẻ các bạn về cấy câu dền lấy hạt các bạn. Đây là chắc trồng câu dền lấy hạt nè. Đây là mình xạ giống trước rồi mình mới đem đi cấy đó. Thì quay chia sẻ sơ sơ cho các bạn xem luôn đó. Thì đây là lần phun thứ tư của giai đoạn ớt 18 ngày. Giai ớt 18 ngày là các bạn tẻ đọt nè. Đây nghe nha. 18 ngày tuổi bắt đầu tẻ đọt. Tẻ đọt nè, ra ngành chơi tẻ đọt và có bông nha các bạn. Thì cứ phun này thì nói chung là dưỡng xanh, xanh cây cứng lá và trị một số bệnh trên bò chỉ sâu trên ớt nha các bạn. Giai đoạn 18 ngày. Quay bữa nay có cái clip vô giờ câu dền nó đỏ vô nhìn nó đẹp đẹp các bạn. Nhìn hấp dẫn à. Đây là lần phun thứ tư. Giai đoạn những lần trước thì nói chung là thuốc cũng tương tự thôi. Thì em chỉ rảnh, nói chung là rảnh giờ nào thì quay giờ đó cho các bạn xem chứ không có quay mà trực tiếp. Có đám kia quay trực tiếp từ công đoạn cho các bạn xem mà. Thì cái đám này thì nói chung là của cô Tư mình thì được những cái vụ trước á, cái những cái video mà quay năm trước á, mình có quay chia sẻ cái đám ớt này luôn nè, để cho các bạn tham khảo. Chào các bạn đã đến với kênh của Boykin TV.